Uka xin Tuấn Kiệt chốt đơn địa điểm cưới là nơi cực lãng mạn, chú rể từ úp mở nhắc đến. Hiện tại, Uka và Jin Tuấn Kiệt đang tất bật chuẩn bị cho ngày trọng đại vào tháng 11 sắp tới. Đặc biệt, thông tin mới nhất về địa điểm tổ chức lễ cưới vừa được hé lộ, khiến người hâm mộ vô cùng háo hức tò mò. Hậu màn cầu hôn gây xôn xao cõi mạng, Jin Tuấn Kiệt và Uka được nhiều khán giả trông ngóng sẽ sớm báo tin mừng về đám cưới sắp tới. Trong thời gian này, cặp đôi đang trong giai đoạn cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại. Cả hai đã thử váy cưới, áo dài cưới và chụp bộ ảnh kỷ niệm cùng dàn sao Việt. Đến mới đây, netizen rầm rộ thông tin Uka và Jin Tuấn Kiệt sẽ tổ chức đám cưới ở một nơi đặc biệt. Jin Tuấn Kiệt là người gốc Huế nhưng sinh sống làm việc chủ yếu ở thành phố Hồ Chí Minh, còn Uka là cô gái đến từ Đồng Tháp, quê mẹ của Jin Tuấn Kiệt cũng ở Đồng Tháp. Thế nhưng, theo thông tin được lan truyền, Uka và Jin Tuấn Kiệt đã đặt lịch để cùng khảo sát địa điểm tổ chức đám cưới ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Trước đó, phía đàn trai cũng từng úp mở về chuyện tìm một địa điểm tổ chức lễ cưới ở biển, nên cư dân mạng dự đoán Uka và Jin Tuấn Kiệt sẽ có thêm một hôn lễ đặc biệt ở nơi khác quê hay thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, nhiều sao Việt cũng lựa chọn tổ chức một bữa tiệc hoành tráng cùng hội bạn đồng nghiệp ở biển như Ngô Thanh Vân, Đông Nhi và Ông Cầu Thắng, Diệu Di Anh Tú hay Minh Hằng. Hiện tại, chính chủ chưa chia sẻ thêm về thông tin liên quan đến ngày trọng đại. Cách đây không lâu, khi được hỏi về thông tin liên quan đến ngày vui, Uka đã có động thái đầy bất ngờ. Cụ thể, một khán giả đã đặt ra câu hỏi cho cô nàng và chồng sắp cưới: đám cưới anh chị tính tổ chức ở Huế hay Đồng Tháp vậy? Ngay sau đó, Uka đã úp mở về dự định này, chưa có câu trả lời. Thông qua câu nói trên, nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên đang ngầm chuẩn bị cho hôn lễ và chưa thực sự muốn công khai với khán giả thông tin về đám cưới sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới. Một vài thông tin cho biết, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào đầu tháng 11 năm 2023 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Trên mạng xã hội vừa qua cũng đã lan truyền đoạn clip ngắn ghi lại hậu trường lễ chụp hình cưới của Uka và Jin Tuấn Kiệt. Theo đó, đoạn clip đăng tải hình ảnh nhiều nghệ sĩ V-Bip xuất hiện trong buổi chụp hình cưới của Uka và Jin Tuấn Kiệt. Theo đó, những cái tên thân thiết với cặp đôi như Đại Nghĩa, ST Sơn Thạch, Ghi Lê, Ngô Kiến Huy, Trương Phạm, Huỳnh Lập, Duy Khánh xuất hiện quay quần bên cạnh chú rể Jin Tuấn Kiệt. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều khán giả không khỏi thích thú, một số còn bình luận vui rằng như cả showbiz đã quy tụ trong buổi chụp ảnh cưới của Uka, Jin Tuấn Kiệt. Điều này càng khiến cho dân tình trông ngóng vào đám cưới. Hậu công khai chuyện tình cảm, Jin Tuấn Kiệt và Uka trở nên thoải mái hơn mỗi khi xuất hiện ở chốn đông người. Cặp đôi luôn để ý tới từng nhất cử nhất động của đối phương, ra sức chăm sóc, quan tâm đến nửa kia. Bên cạnh đó, mối quan hệ của cả hai đều được người thân, đồng nghiệp, bạn bè thân thiết ủng hộ và vô cùng nồng nhiệt. Được biết, để quyết định đi đến hôn nhân, Jin Tuấn Kiệt và Uka đã dành ra 4 năm để ngầm hẹn hò, tìm hiểu đối phương. Sau khi công bố chuyện sắp về chung một nhà, Uka và Jin Tuấn Kiệt đã thoải mái chia sẻ những hình ảnh và tương tác đầy ngọt ngào trên mạng xã hội. Khi được hỏi lý do cầu hôn bạn gái vào dịp kỷ niệm 4 năm hẹn hò, Jin Tuấn Kiệt cho biết, bất cứ một người phụ nữ nào cũng thích có một màn cầu hôn, Uka xứng đáng có được điều như vậy mà. 4 năm quen nhau là cả một quá trình, có thể đối với nhiều người nó không dài, nhưng đối với Jin nó cũng không ngắn. Thế nên, Jin nghĩ đây là thời điểm thích hợp để mình tiến tới một chương mới của cuộc đời cùng với nhau, để cùng nhau xây dựng hạnh phúc và tương lai cho cả hai đứa. Sau khi đăng tải, đoạn clip đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Đa số đều khen ngợi về sự tâm lý, hết lòng yêu thương bạn gái của Jin Tuấn Kiệt.